kêu một phân á thì càng không kêu nữa, mà hai cái đụng nhau cũng nè, đụng nhau không kêu, thấy không, không kêu nhiều nè, không kêu phải 2 ly rưỡi nè. Tại sao phải bẻ, bẻ để tạo thành ra những cái âm thanh khác nhau, đánh như thế này để thôi nè. Rồi, cái đó là tạo thành âm thanh. Bây giờ kỹ thuật đánh nhịp 2 1 2 1 2 1 2 đùi tai 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 tai đùi 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 tai. Bây giờ thay đổi âm thanh, tại vì đánh như vậy còn chát. Rồi đánh thành nhịp 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 với 2 ngón tay. Ba ngón tay. 4 ngón tay, 5 ngón tay, người nào có 6 ngón không phải bình thường. Bây giờ mình kéo lên trên 5 ngón tay, đánh theo kiểu ngựa đấy, đánh 2 ngón tay. Dùng xương của ngón tay trỏ và ngón tay cái. Kéo lên trên lưng của ngón tay trỏ. Kéo lên trên lưng bàn tay. Giờ kéo lên hết cánh tay. Việt Nam gọi là cầu gió. Bây giờ đánh lên cái miệng, người nào có răng giả miệng đánh. Bây giờ đánh thành bài bản, phải cần mua sang tê Yamaha Casio dụng hết. Đơn sơ chừng nào, càng đơn giản chừng nào mà mình có thể mình dưới đỏ sáng tạo của người Việt Nam. Việt Nam mình không có nhiều nguyên liệu nhưng mà mình có óc sáng tạo. Nhờ vậy đó mà tôi đi khắp các nơi trên thế giới là đại diện cho người Việt Nam, nhạc Việt Nam. Thành ra đi đến đâu là mình giữ cái thế mạnh, chiếm ưu thế là tại vì những người khác làm không được. Là hát, mình hát đầu song thanh, mình hát đủ loại hết, mình đánh muỗng, đánh đủ loại hết. Là năm 1967 là tôi đã được cái chức là vua muỗng rồi. Từ 67 là, không phải bây giờ. Vì khi mà tôi đánh đàn môi đó, đi vào trong những cái đại hội liên quan trên thế giới về đàn môi, có là 40-50 xứ, mấy trăm người nghệ nhân đánh. Mà sau cùng đó, họ chỉ đánh bài bản thường thường thôi. Tôi đánh tiết tấu, tôi dùng tất cả những cái thuật hơi giọng này kia đó,
đem vào bổ túc hỗ trợ vào trong cái diện mà sáng tạo. Nên là tôi được là người đánh nằm môi hay nhất thế giới và đánh hay nhất trong cái đạo. Thành ra bây giờ đó thì bây giờ chỉ có cách là bây giờ tôi còn một vài phút thôi không? Bây giờ hả? 10 giờ kém hả? Ok, thì bây giờ tôi còn được vài phút phải không? Tại vì sợ mấy em phải đi học thi đó. Đó bây giờ nè, bây giờ tôi dạy trong vòng 5 phút là mấy em có thể hát được đồng song thanh. Dễ lắm. Tại vì tôi đã bỏ ra cả cuộc đời để mà nghiên cứu. Thì bây giờ tôi cao ra đợi thì nó rất là dễ, nó cao ra đợi. Thì mấy em chỉ tốn vài phút thôi. Rồi sau đó mấy em phải tiến bộ thêm, thay thế tôi trong tương lai để mà sáng tạo thêm những cái chuyện gì mà cái ông đó ông làm không được. Thì bây giờ mình phải làm tiếp. Càng đông người học, càng đông người sáng tạo thì cái đường của tôi đi đó nó càng vui. Hồi đó bây giờ tôi độc thân, tôi đi hoài con mình, đường dài quá. Bây giờ có nhiều bạn đồng hành, mình đi, mình nhiều nói chuyện, mình dẫn chơi đó. Để đi cả mấy chục cái số tôi cũng không thấy mệt. Mà mình đi một mình á, mình đi một cái số bắt đầu thấy mệt rồi. Thấy không? Thành ra bây giờ cần có rất nhiều em trẻ nhỏ tuổi hơn để mà tiếp tục. Để bây giờ tôi bắt đầu là đi về hướng đi chung xuống lỗ rồi. Thấy không? Bây giờ rất cần những anh em trẻ, là mấy em cỡ chừng 20 tuổi hay là 18, 19 tuổi là cho tới 30 tuổi thì là nhỏ hơn tôi là nhiều lắm. Thì chính là mấy em đó sẽ tiếp nối cái chuyện tôi làm. Tại vì tôi đốt đuốc từ mấy chục năm nay đi kiếm một người, gọi là nhiều người cũng được, nhưng mà được làm sao làm được những chuyện mà tôi làm. Về vấn đề học về dân tộc nhạc, học về vấn đề có một kiến thức về âm nhạc. Thứ ba nữa đó, nói nhiều sinh ngữ. Sinh ngữ chánh đó là tiếng Anh. Khi mà mình nói được tiếng Anh rồi đó thì đi dự đặt những cái hội nghị quốc tế rất là dễ dàng. Thế bây giờ mình nói tiếng Việt đi ra ngoài nói không ai hiểu hết. Thành ra cái vấn đề đó, sinh ngữ là chuyện quan trọng. Để có sinh ngữ nói được, chuyển lời, nghĩa là trao đổi với những người nghiên cứu ở hải ngoại, đọc rất nhiều sách nghiên cứu. Tại sách mà ở nhà tôi đó có khoảng chừng 70% sách bằng tiếng Anh. Mặc dù tôi ở Pháp thì vấn đề đó tiếng Anh là chánh. Nếu mà biết được đó thì thêm tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Khi mà biết được bốn thứ tiếng đó thì đi trên thế giới. Tại Tây Ban Nha đi cả Nam Mỹ đều nói tiếng Tây Ban Nha hết, trừ xứ Brazil là nói tiếng Bồ Đào Nha. Đó, rồi nguyên cái Bắc Mỹ là nói tiếng Anh và tiếng Pháp. Rồi đi tới những cái xứ khác cả Á Châu này bây giờ đó, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia gặp nhau là nói tiếng Anh. Tiếng Anh là một cái ngôn ngữ để mà mình có thể mình trao đổi. Thật ra không cần gì phải nói giỏi, mình phải nói cho người ta dễ hiểu. Bây giờ học về hát đồng song thanh, trước hết đó là tôi không biết tôi có nên, tại vì mấy em không biết mấy em nhát hay là mấy em gan hay nhát? Gan ha. Rồi gan thì là gan á, thì hát sao là phải hát hết nha. Cái giọng đầu tiên đó để cho cái giọng nó thoát ra, không cần gì mà mình phải là người hát giỏi. Điều gì hát đó thì hát mà hát chữ u, hát chữ u. Rồi. U hay dùng thường hát u hoài đi. U hát giờ hát một hai ra thành chữ y. U y u y ha, dễ lắm. U y mà phải hát bằng cái giọng mũi, đừng có hát cái giọng hầu, mà cũng phải hát giọng ngực nè. Để tôi hát trước cho nghe nè. U mấy cô đừng sợ xấu, thấy mặt tôi xấu thì được chưa? Rồi cái mặt ông đó kỳ quá, cái lỗ mũi bự thù lù nhé, mà cái miệng chu ra nó ôi
mặt gì xấu quá nên đó. Đẹp hơn rồi, được lại. Ui nó mũi làm lại. Rồi hay lắm. Bây giờ đó ô, mà chữ ô đó đừng có hát là ô, mình hát là ngô. Ngô là bắp đó, thấy không? Đó, ngô đó phải lên trong mũi. Đừng hát ngô, 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 không hát. Mình hát ngô, 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 ngô. Hả? Giống như là nhiều, những người mà bị bệnh gì, bị bệnh nhũ nhão đó. Mà nghe. À, ngô, 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 ngô. Rồi, từ ô đó hát chữ ngô ha. Cái mình banh cái miệng mình ra thành cái A, cái khép lại thì nó sẽ có những cái cao độ như thế này nè, nghe nè. Dễ lắm. Rồi người nào mình đó phim hoạt họa của Wednesday đó. Kêu 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 kêu. Một người nào xung phong lên đây hát cho tôi. Người nào đây? Đâu, bây giờ nó bắt đầu sợ rồi. Phải một người lên xung phong. Tại đây là một cái lớp dạy học miễn phí. Mà mai mốt mà muốn mời tôi qua tốn tiền lắm á. Phải không? Bây giờ luôn miễn phí thì mình phải thừa dịp đấy. Mình lên hát. Sao mình cái đo là không phải không? Đẹp đủ cái nhạc lấy đó. Lên đó. Trời ơi. Giỏi quá. Trời ơi. Cái sạn cái bên. Đứng năm nhi là đứng đi cái bộ quay. Thấy không? Rồi đẹp trai nữa. Rồi nghe, nghe, nghe em họ hát này nghe. Nghe thôi. Rồi. Cứ việc đó là em cứ việc em có trước thôi. Đừng có cỡ nghe. Cái người này coi như là không có nghe. Chỉ có hai chú cháu mà thôi. Rồi, rồi. Dạ. Giống như là một cái bông sen nó nở ra buổi sáng rồi tối nó tắt lại, sáng mở ra. Hay là giống mấy cái miệng của mấy con cá đó, con nhớ không? Nó nổi cá ra rồi. Rồi bây giờ một thanh nữ
đã có thanh nam là việc phải có thanh nữ. Một em nào đi lên. Thôi đâu. Xin mời một em đi lên đây này. Một em lên đi hát đi. Không có ai ăn thịt đâu sợ. Xin mời một em đi lên đây. Đó em đứng dậy giỏi quá em. À. Tại vì khi mà em lên hát rồi đó, hát hay thế này đó, là tôi trị bệnh cho người ta. Nó gọi là âm nhạc điều trị học, gọi là music therapy, là trị cho những người nhút nhát, hết nhút nhát, người bị nói lắp, hết nói lắp. Thật vậy đó, tại vì hồi nhỏ là tôi nói lắp dữ lắm đó. Tại mỗi lần ở nhà bị sợ đó, trong nhà làm sợ đó, nói em. Hồi nhỏ, bắt chước rồi nhỏ, ngày, hôm nay, tôi làm gì xì vậy? Không có, mà bạn, tôi, nó nói chuyện này. Làm cho, nó nói, thôi, đừng phú bí nhiều quá, im lại, rồi. Đây là một em rất là nhút nhát, thì nghe nói là biết nhút nhát này. Hỏi anh tên gì em? Dạ, em là Hội Thư. Rồi, cũng xa đó. Nếu mà em chịu khó học đó, thì tự nhiên mai mốt em sẽ nói chuyện lớn. Rồi bây giờ đó, mình hát nào. Hát nhẹ cũng được. Khi mà mình còn nhỏ mà mình khóc đó, mình đang được. Dễ không? Mình đọc khóc đi. Rồi. Đó, thấy không? Tu hoa. Hay quá, cảm ơn em. Tất cả mấy em đó đều học vui chơi để học, vừa vui mà để vừa học, và học đó trong lớp mình học mình cười thoải mái đó, tức là sao mình hội nhập rất là mau, còn học mình ngồi nghiêm chỉnh gì là chết á. Ví dụ như mấy em mà đi học đó, gặp mấy ông thầy đó, nhiều thầy đi lên đó nghiêm chỉnh lắm, vô ngồi xuống vô nói chuyện. Hôm nay tôi xin nói chuyện về hát Trọng Xuân Thanh. Mấy em xin ráng học, đây là kỹ thuật hát Đồng Xuân Thanh. Trước hết là hát thành U-A-U-A, rồi I-U-I-U, rồi hát rồi đó. Mấy em hát làm như mấy em khóc, tu qua, rồi hát khóc rồi đó. Mấy em khóc được rồi thì thôi, mấy em hát được nghe. Thôi xin chào mấy em, tôi đi về. Không ai thèm nghe hết á. Nói chuyện gì nói chậm là nó nghe. Rồi mình nói hát này kia, rất là quan trọng. Thì bây giờ đó, trong cái này nè, tôi sẽ biểu diễn lần chót cho mấy em nghe. Là có một người thách tôi, hỏi chứ bây giờ giáo sư có thể viết bằng giọng hát hay không? Hát làm cái nó thành chữ. Chị nên nghĩ là khó tin mà có thật, phải không? Phải không? Hát mà thành chữ. Bây giờ tôi sẽ hát cho em. Bây giờ đó, mấy em sẽ thấy ở trên bảng này. Mấy em ở trên bảng này đó, thì nó có cái chữ đó, tôi sẽ viết thành chữ minimum. M I N I M U M. Hát ra nó sẽ loại cái chữ đó ra. Ui.
minimum. Thấy không? Minimum, thấy chưa? Chưa thấy hả? Rồi bây giờ hát theo giọng trầm nè. Cái cao độ khác nhau, đó là những cái chuyện mà tôi trình bày cho các em ở đây. Bây giờ tôi sẽ chấm dứt bằng một cái bài đường tranh, tại vì lâu quá rồi tôi không có đờn, không biết có ai có móng, tại tôi không có đeo móng. Con có móng quá, hay quá, trong túi có móng, tức là người này đường tranh giỏi lắm đó. Ê! Trời ơi, là mang giày cao mà đi lắp chập mà họ té chết con.
cuốn đời theo kiểu nhạc miền Trung, thì em đi bộ Lý Cô Sáu Trung, Lý Cô Sáu thành đời sang trên trong nó đang nghe Trung Trung nữa đó, thì cái thường thường đó là chữ sự nó hơi non, sự sáng già, sự sáng xê công nếu công sự sáng sự xê sáng họ xê sự bây giờ rào trước thì đợi và ngắn thôi. Khi đi ra hải ngoại vẫn còn nhớ đất nước, vẫn còn chơi được đường tranh, vẫn còn chơi được những bài cổ nhạc, vẫn còn làm nhiều chuyện khác. Thì bây giờ chấm dứt bằng một cái bài hát dân ca. Hát dân ca bây giờ đó là tôi nhờ tất cả các em ở đây hát chung với tôi. Bài này là bài của miền Trung chứ không phải là của miền Nam đâu. Tôi hát cái bài Hò Hụt Vò Nền. Thì khi nào mà hát thì mấy em hát rồi. Hù là hà phản, thấy không? Dễ không? Thì bây giờ cái bài đó bây giờ mình phải tập trước nha. Đây là bài Hò Hụt Vò Nền. Đó, đó. Mời bạn hò phản, hù là hà phản, đi khoan hò phản này. Hù là hà phản, rồi xong rồi
đông quá mà sao hát yếu xịu vậy? Hát hát to lên, mình là những người làm việc, những người lao động thì mình hát to. Bây giờ dẹp cái máy này ra mình mà hát không? Tất cả anh em đều hát không, không cần máy ghi âm. Để coi người nào hát lớn. Một người đóng lại mấy trăm người. Mời bạn họ phán. Vẫn còn những người tiếp tục, các em là những mầm non của đất nước và các em có bổn phận phải bảo trì, bảo lưu và bảo vệ truyền thống, không phải bảo vệ không mà phải phát huy và phát triển. Giống như tôi bây giờ tôi đi học tiếng Việt như vậy nữa, là hồi trước cách nay mười mấy năm tôi nói tiếng Việt dở lắm, thì bây giờ tôi phải ráng tôi học, tại vì tôi nghĩ rằng trong tương lai tôi phải về Việt Nam thì về Việt Nam phải nói tiếng Việt. Thành ra nhờ vậy mà tôi phải đọc sách, học tiếng Việt, gặp tất cả những người lớn tuổi hơn, tất cả đều là thầy của tôi hết, dạy chưa dạy tôi tiếng Việt. Thì như hồi sáng tôi nghe em không biết em tên gì, em Trang, rồi gặp với em Thảo nói nè, này nghe anh có chừng nhé, mấy o đây nó khó, mà mấy ông biết o là gì, o a u o i a, không phải o là mấy cô đẹp đó. Thành ra bây giờ nghe được, bây giờ học được tiếng o, rồi hỏi cái này mừng răng chưa, nè có chừng nghe cái con chó này là nó không có răng đâu, nó có giữ đâu, nên tại vì ở miền Trung hay nói tiếng răng rửa nhiều tiếng khác lắm mà tôi nghe đọc không hiểu, mô tê răng rửa. Thành ra bây giờ đó, học được cái này tôi học được thêm được 4-5 chữ, thành ra cứ mỗi lần đi tới một cùng học được nhiều chữ, thì mà có nhiều cô bạn trẻ ở xung quanh thì càng học mang nữa. Một lần nữa thay mặt lãnh đạo nhà trường
xin chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trần Quang Hải, một cái người người con của đất Việt Nam chúng ta nhưng ở Pháp rất lâu năm, nhưng mà giáo sư thì lại thuộc nhạc cổ truyền, có thể nói xin lỗi là còn hơn cả những người ở trong nước. Và chúng tôi thấy đây là một cái hình ảnh để cho các em học tập, tức là luôn luôn là giáo sư, hình ảnh của giáo sư Trần Quang Hải đấy là luôn luôn quảng bá âm nhạc Việt Nam, văn hóa Việt Nam, nó không còn nằm trong tầm biên giới của nước ta nữa mà ra toàn thế giới rồi. Và bây giờ đó, không những là sớm nay chúng ta đấy được nghe cái buổi nói chuyện của giáo sư tiến sĩ Trần Quang Hải về nghệ thuật hát song thanh, đặc biệt là trong vấn đề âm thanh học thì nó rất là quan trọng đối với những người làm âm nhạc chúng ta. Và thứ hai là chúng ta thấy là tài năng, hay nói cách khác là quái kiệt về đàn môi, về vô cuống và về nhiều thứ khác nữa, kể cả những là mà tới đây giáo sư trân trọng kính mời giáo sư là một trong những giáo sư đỡ đầu cho cái ngành dân tộc nhạc học của Học viện Âm nhạc Huế. Rất mong là sự hợp tác của giáo sư và thay mặt toàn thể cán bộ giảng viên sinh viên của Học viện Âm nhạc Huế, những ngày cuối năm chuẩn bị sang năm mới Tân Mão, kính chúc giáo sư và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, có nhiều cái thành công mới trên con đường nghiên cứu và sáng tạo âm nhạc của mình.